Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh của Bộ Y tế giai đoạn 2015-2020, Việt Nam cần bổ sung thêm hơn 83.000 nhân lực ngành điều dưỡng. Đây sẽ là một trong những ngành quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế. Thông tin này được đưa ra trong hội thảo chuyên ngành điều dưỡng vừa được tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Cho tới năm 2025, Việt Nam sẽ không còn điều dưỡng có trình độ trung cấp mà phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bộ Y tế. Điều dưỡng viên được đào tạo bài bản không chỉ là nguồn cung cho các bệnh viện trong nước mà còn mở ra cơ hội cung cấp nhân lực cho bệnh viện tại nước ngoài. Nhật Bản là một trong số đó. Dự báo đến năm 2020, nước này cần đến 200.000 điều dưỡng viên và sẽ tăng tiếp lên 300.000 người sau 10 năm. Người Nhật bản địa là không đủ cho công việc này. Hiện tại thì Việt Nam dân số rất là trẻ, có thể chăm sóc ông bà bố mẹ mình. Trong vòng 10 năm, 20 năm sau thì dân số Việt Nam cũng già hóa như Nhật Bản. Do vậy tôi nghĩ là thời điểm bây giờ Việt Nam bắt đầu phát triển và chuẩn bị cho ngành điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi bây giờ là hết sức cần thiết. Nếu như chúng tôi có thể đáp ứng được cái nhu cầu của họ thì mỗi một năm họ có thể nhận từ 5 đến 10 thậm chí là 20.000 những cán bộ điều dưỡng. Nắm bắt được nhu cầu của ngành nghề, hiện nay rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn học điều dưỡng để mở rộng cơ hội việc làm. Như tại khoa điều dưỡng tại trường đại học này, hiện có 400 sinh viên theo học. Dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng chỉ tiêu lên 500. Em thấy cái này nó cũng quan trọng trong đời sống và có thể giúp ích cho bố mẹ ở nhà nữa. Nhà mình là người gần với bệnh nhân nhất. Nếu bệnh nhân có những cái vấn đề xảy ra, mình sẽ là người biết đầu tiên và mình để báo cho bác sĩ để bác sĩ xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Điểm mạnh của điều dưỡng viên Việt Nam được các đối tác nước ngoài đánh giá là cần mẫn, chăm chỉ. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất là ngoại ngữ, khi hiện chỉ có 20 đến 30% sinh viên tốt nghiệp là đáp ứng được yêu cầu.